Kính chào quý vị khán giả, đây là chương trình nhật ký VTV Cup năm 2024 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, Ninh Bình, mảnh đất giàu truyền thống với 1821 di tích lịch sử được xếp hạng, có lần đầu tiên đón chào VTV Cup quay trở lại sau 11 năm. Và sau rất nhiều chờ đợi thì cuối cùng buổi lễ khai mạc của giải bóng chuyền nước quốc tế VTV Feroli Cup 2024 đã chính thức khai mạc vào buổi tối ngày hôm nay, ngày 24 tháng 8 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Buổi lễ khai mạc VTV Ferrari Cup 2024 diễn ra ngắn gọn nhưng để lại nhiều ấn tượng. Các tiết mục văn nghệ và trình diễn nghệ thuật đặc sắc mà ban tổ chức dày công chuẩn bị đã mang đến nhiều bất ngờ cho đông đảo người hâm mộ có mặt tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình cũng như khán giả theo dõi trực tiếp buổi lễ. Màn chào sân của các cầu thủ thực sự tạo ra nhiều phấn khích. Ngoài đội chủ nhà Việt Nam, giải năm nay còn có sự tham dự của 7 đội bóng quốc tế có thực lực từ Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa và Philippines. Mỗi một mùa giải, chúng ta đều cố gắng tổ chức ngày càng chuyên nghiệp hơn, ấn tượng hơn và cũng đáp ứng vào sự kỳ vọng của người hâm mộ. Đội tuyển Việt Nam nói riêng và các đội tuyển tham dự nói chung đã tạo nên một cái tình yêu đối với thể thao cũng như là đối với môn bóng chuyền nữ. Và tôi tin rằng là VTV Cup bóng chuyền nữ quốc tế sẽ còn tiếp tục thành công và lan tỏa nhiều hơn cái thương hiệu của mình trong nhiều năm tiếp theo. Và cùng với cái tình yêu thể thao thì giúp cho đội tuyển bóng nữ của chúng ta có nhiều hơn những kinh nghiệm và đạt những thành tích cao trong các giải thi đấu quốc tế. Ở lần thứ 18 được tổ chức, VTV Cup trở lại với tỉnh Ninh Bình. Việc đăng cai một giải đấu thể thao quốc tế quy mô lớn như VTV Ferrari Cup 2024 chính là cơ hội để tỉnh Ninh Bình quảng bá hình ảnh của mình đến với nhân dân, du khách trong nước và quốc tế. Tất cả hứa hẹn về một giải đấu đáng nhớ với không chỉ các vận động viên mà còn với người hâm mộ và khán giả truyền hình cả nước trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Là một trong số ít những đội tuyển vẫn còn tập luyện trong buổi sáng diễn ra lễ khai mạc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đương kim vô địch của giải và cũng là đội bóng chủ nhà của giải đấu, được kỳ vọng sẽ có màn ra quân thuận lợi trong trận đấu diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay sau lễ khai mạc là màn so tài với câu lạc bộ Kuanysh đến từ Kazakhstan. Trong trận đấu đầu tiên tại giải, đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ khá mạnh là câu lạc bộ Kuanysh. Câu lạc bộ đến từ Kazakhstan với 3 ngoại binh và lực lượng nội binh đa phần thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Xếp 1 cho dù rất nỗ lực, nhưng trước đối thủ có chiều cao vượt trội, đội tuyển Việt Nam đã thua 25-20. Sang set 2, bước 1 bị hỏng nhiều, cùng với đó thi đấu chưa thực sự tốt, bởi vậy đội tuyển Việt Nam đã thua 25-13. Sang set 3, dù nỗ lực nhưng thế trận không thay đổi, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thua với tỷ số 25-23. Thua 0-3 trong trận đấu ra quân, các cô gái của đội tuyển Việt Nam thực sự đã gặp đội bóng quốc tế chất lượng. Tại VTV Cup năm nay thì câu lạc bộ Korabelka đến từ Nga là đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất giải đấu với những vận động viên nữ chỉ ở độ tuổi dưới 20 mà thôi. Thế nhưng mà những nữ vận động viên sinh năm 2005, 2006 đó lại là những ngôi sao đã tỏa sáng tại giải đấu cao nhất nước Nga ở mùa giải vừa qua. Và hãy cùng xem là những vận động viên đến từ Nga có thể làm được điều gì trước đội bóng Hà Nam, Trung Quốc. Đến từ một nền bóng chuyền phát triển hàng đầu thế giới, vậy nên ngay trong lần đầu tiên tham dự một kỳ VTV Cup, câu lạc bộ Korabelka đã cho thấy chất lượng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Điều đó giúp đội bóng áo trắng nhập cuộc chủ động và tự tin trước một đối thủ có chiều cao trung bình tốt nhất giải đấu tới 1m86 của câu lạc bộ Hà Nam Trung Quốc. Việc sớm có điểm số và thi đấu đồng đều, triển khai tấn công đa dạng và tốc độ hơn. Các cô gái Korabelka đã có được phần thắng 25-19 trong set thứ nhất và set 2. Với nỗ lực ghi điểm của Sai Xeo Trinh, câu lạc bộ Hà Nam đến từ Trung Quốc đã có những cơ hội giành điểm quyết định ở set 3. Vậy nhưng, sau cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, phần thắng 30-28 đã thuộc về Korabelka, qua đó giúp đội bóng đến từ nước Nga có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 3-0 chung cuộc. Câu lạc bộ Hà Nam của Trung Quốc là một đối thủ thú vị mà chúng tôi đánh giá cao. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị kỹ các phương án cho những trận đấu kế tiếp, cố gắng từng trận đấu một tại giải VTV Cup năm nay để học hỏi được thật nhiều thông qua giải đấu này. Ở trận đấu diễn ra sớm nhất trong ngày khai mạc thì câu lạc bộ Expressway đến từ Hàn Quốc đã gặp câu lạc bộ Penmaster đến từ Philippines. Rất nhiều những vận động viên đã chia sẻ với chúng tôi trước đó rằng họ có lần đầu tiên đến với Việt Nam và cảm thấy vô cùng thích thú. Và tất nhiên rồi, ai cũng mong rằng ở trận đấu đầu tiên của mình tại Việt Nam sẽ được đánh dấu bằng một chiến thắng. Trước đối thủ có chiều cao trung bình tốt hơn, lại sở hữu những ngoại binh chất lượng, Penmaster của Philippines đã thực sự gặp nhiều khó khăn trước câu lạc bộ Expressway của Hàn Quốc. Nikilova và Batista, hai ngoại binh thi đấu ấn tượng nhất bên phía đội bóng của Hàn Quốc, đã giúp câu lạc bộ Expressway có những chiến thắng khá nhanh với tỷ số 25-17, 25-20 và 25-15, giành chiến thắng với tỷ số 3-0 ngay trong trận đấu ra quân cùng với lối chơi hiện đại và ấn tượng. Expressway cho thấy họ là một trong những ứng cử viên cho ngôi vị cao nhất ở giải đấu năm nay. Chúng tôi đã có một chiến thắng trong trận đấu đầu tiên của giải, một kết quả tuyệt vời. Tuy nhiên, vẫn còn một số vị trí thi đấu thực sự chưa tốt, cần phải cải thiện để có kết quả tốt hơn. Bởi vì tôi đánh giá có 3 đội bóng mạnh của giải năm nay, đó là các câu lạc bộ đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và cả Việt Nam nữa. Thưa quý vị, lúc này là 8 giờ sáng, cơn mưa tại tỉnh Ninh Bình đã bắt đầu được vài tiếng rồi. Thế nhưng mà nó cũng không thể làm hạ nhiệt được cơn sốt vé tại giải bóng chuyền nước quốc tế VTV Ferrari Cup năm 2024. Những chiếc áo mưa, những chiếc ô là vật dụng cần thiết để những khán giả tại tỉnh Ninh Bình có thể xếp hàng dài và đợi hàng tiếng đồng hồ chỉ để mua một cặp vé xem trận khai mạc. Thế nhưng mà với nhu cầu quá cao và sức chứa có hạn chỉ khoảng 4.500 ghế tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, thì rõ ràng không phải ai cũng may mắn có được tấm vé này. Và với bất kỳ ai có được một cặp vé thì đó đã là một điều rất quý giá rồi. 8 giờ sáng, phòng bán vé của VTV Cup 2024 mới mở cửa. Thế nhưng hàng dài những cổ động viên đã có mặt trước đó cả vài tiếng. Trời mưa nặng hạt tại Ninh Bình không làm cơn sốt vé hạ nhiệt. Yes, như vậy là sau rất là nhiều tiếng đồng hồ xếp hàng thì đây là 2 tấm vé tôi đã có được. Mà khoan, có cái gì lạ lắm. Đây là vé ngày 27, không phải là ngày khai mạc. Tại sao anh lại không mua ngày khai mạc vậy ạ? Vâng, tôi đã xếp hàng đây từ rất sớm rồi. Hơn 1 giờ tôi đứng đây để mua vé rồi. Nhưng buổi khai mạc thực sự là rất là sốt vé. Thì ai cũng muốn mua cả. Thế nên là lúc mà tôi vào thì đã hết sạch vé rồi. Cũng rất là may mắn cho bản thân tôi là cũng đã mua vé được ngày 27. Có thể là trời mưa một tí thôi, nhưng mà với cơn sốt vé như này thì mình nghĩ là mưa to hơn thì cũng không ảnh hưởng gì đâu ạ. Chứng kiến tình yêu bóng chuyền cháy bỏng của khán giả tại Ninh Bình, những nhân viên bán vé cảm thấy hạnh phúc, nhưng tất nhiên là cũng áp lực khi thấy dòng người chen chúc nhau. Thật sự là đúng là cũng rất áp lực, có rất nhiều người dân đến chưa kịp mua vé, đang có ý kiến và có cái bức xúc trong người. Vì tình yêu đam mê bóng chuyền của họ rất lớn, thì mình cũng phải cố gắng hiểu và làm xoa dịu cái bức xúc của họ thôi, chứ cũng chưa thể giải quyết luôn được. Với số lượng vé buổi sáng hôm nay thì cũng đã bán hết. Tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình thì quý vị không chỉ được lắng nghe những tiếng đập bóng rất là mạnh, tiếng hò reo cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài, hay là tiếng âm nhạc rất là bắt tai của DJ, mà để góp phần tạo nên sự sôi động còn có đội cổ vũ mang thương hiệu của VTV Cup. Người hâm mộ tại Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung luôn nổi tiếng với tình yêu bóng chuyền, và VTV Feroli Cup 2024 chính là dịp để khán giả nơi đây thể hiện điều đó. Trong trận đấu đầu tiên giữa Korea Expressway của Hàn Quốc và Penmaster của Philippines, dù không có đội tuyển chủ nhà Việt Nam nhưng vẫn có rất đông người không quản ngại đường xá xa xôi tới theo dõi. Tôi rất hâm mộ về bóng chuyền cho nên là nhà xa mấy tôi cũng đi để hâm mộ về đội nào cũng được. Xem trận đấu ngày hôm nay là xem cả 3 trận luôn và xem trận chung kết. Dù có Việt Nam vào hay không Việt Nam không vào mà xem. Tại vì là giải này là giải rất là chất lượng, rất là nhiều mong đợi của nhiều khán giả trong cả nước, rất là háo hức với giải bóng chuyền này. Bằng mọi giá phải mua được vé. Trải qua 2 thập kỷ, VTV Cup đã khẳng định được thương hiệu và duy trì một chặng đường rất riêng, nơi không chỉ các vận động viên mà các cổ động viên cũng có cơ hội xích lại gần nhau. Giá trị về sự kết nối, tinh thần fair play luôn được đề cao để góp phần tạo nên hình ảnh của một giải đấu đáng nhớ. Tôi rất bất ngờ với không khí sôi động mà các khán giả tạo ra. Ở Bulgaria, quê hương tôi, hay các trận đấu tại Hàn Quốc cũng hiếm khi nào chúng tôi nhận được sự cổ vũ như thế này, và điều đó giúp tôi có thêm rất nhiều cảm hứng thi đấu. Những ngày tranh tài của VTV Cup mới chỉ bắt đầu, và chắc chắn với bầu không khí sôi động cùng chất lượng chuyên môn cao mà các đội bóng tạo ra, mỗi trận đấu sẽ giống như một ngày hội của người yêu bóng chuyền Việt Nam. Không khó để nhận ra có rất nhiều những triển lãm ảnh đặc sắc thế này tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, với rất nhiều những tấm hình cho thấy vẻ đẹp của con người và cảnh sắc thiên nhiên tại Ninh Bình. Thế nhưng chúng tôi cũng nghĩ rằng cũng có rất là nhiều những tấm hình khác mà những vận động viên muốn lưu giữ trong tâm trí của mình trong những ngày diễn ra VTV Cup. Đó chính là khoảnh khắc mà họ được cùng ca hát, cùng nhảy múa trong buổi tiệc chào mừng những vận động viên đến với VTV Cup trước buổi lễ khai mạc. Và những khoảnh khắc đặc biệt này cũng sẽ khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Đầm ấm, thân tình và rất gần gũi, đó là tinh thần được toát lên trong buổi tiệc chào mừng VTV Ferrari Cup 2024. Những món quà nho nhỏ được trao không chỉ đánh dấu kỷ niệm đáng nhớ của các đội bóng trong những ngày tranh tài tại Ninh Bình, mà còn cho thấy sự hiếu khách và trân trọng mà ban tổ chức muốn dành cho những người bạn phương xa. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một bữa tiệc như thế này và tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được có mặt tại đây. Mọi thứ đều rất tuyệt vời. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức vì đã tiếp đón chu đáo. Chúng tôi đã có cơ hội để xích lại gần nhau hơn. Trong buổi tiệc chào mừng, các vận động viên không chỉ được thưởng thức những món đặc sản theo đúng nghĩa đen, mà còn được biết tới một thứ đặc sản tinh thần riêng có tại VTV Cup. Đó là với những màn trình diễn sôi động từ chính các đội bóng, những tiết mục thú vị được các vận động viên chuẩn bị công phu và chứa đựng cả những nét văn hóa đặc trưng của 8 quốc gia. Tất cả đã cùng nhau làm nên một buổi tối đáng nhớ. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ các vận động viên vì những màn trình diễn vừa rồi. Thực sự qua đây, tôi cũng hiểu hơn nhiều nét văn hóa của các nước khác nhau. Tôi hy vọng từ nay tới cuối giải sẽ còn có thêm những buổi giao lưu vui vẻ như thế này. Buổi tiệc khép lại với niềm vui và quan trọng nhất, mang đến một bầu không khí thoải mái cho các đội bóng trước khi bước vào những trận đấu căng thẳng hấp dẫn của VTV Ferrari Cup 2024. Ninh Bình, vùng đất của những di sản văn hóa và thiên nhiên. Nơi chứa những vật báu của trời, thăng âm của non nước. Nơi giao hòa giữa thiên nhiên và con người với niềm đam mê thể thao mãnh liệt. Sau 2 thập kỷ tổ chức, VTV Cup sẽ trở lại trong tháng 8 này. VTV Feroli Cup 2024. Tự hào cả sáng.